Trong All Not Us Are Dead, Choi Ji-hoon thủ vai Choi Nam-ra, Park Solomon thủ vai Lee So-hyuk. Cả hai đã có một mối tình lãng mạn từ trước khi đại đảng zombie ập đến trường học và sau đó cùng nhau nắm tay vượt qua không ít hiểm nguy. Mặc dù thời lượng lên sóng không nhiều, nhưng love line giữa hai nhân vật này vẫn được fan hết mực yêu thích. Bên cạnh việc được xây dựng chỉnh chu, nghiêm túc, love line giữa Nam-ra và So-hyuk thành công một phần còn nhờ chemistry tuyệt vời giữa Choi Ji-hoon và Park Solomon. Lại hình ảnh hậu trường được công bố sau đó cũng cho thấy cả hai cực kỳ thân thiết và thoải mái khi ở cùng nhau. Thậm chí, ánh mắt của chàng diễn viên Lai Hàn, Uzbekistan nhìn bạn diễn còn ngọt ngào đến mức fan phải tự họ liệu giữa cả hai có gì đó hay không. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Choi Ji-hoon và Park Solomon đã được hỏi về cảm xúc và ấn tượng đối với đối phương trong lần đầu gặp mặt. Người diễn viên 22 tuổi chia sẻ, khi ấy vì còn chưa quen với mọi người, thêm tính cách nhút nhát nên cô chỉ dám nhìn chằm chằm xuống sàn nhà chứ không dám bắt chuyện với ai. Chính Park Solomon là người đã đến bắt chuyện với cô trước bằng cách nói rằng mình rất thích xem phim Hospital Playlist và muốn cô nàng spoil về những tình tiết tiếp theo. Nhờ sự thoải mái của Park Solomon mà Ji-hoon đã thấy nhẹ nhàng hơn. Sau đó cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết chỉ sau một thời gian ngắn. Choi Ji-hoon cũng đề cập đến việc từng quay web drama cùng đàn anh nhưng vào lúc đó cả hai không có nhiều thời gian để trò chuyện vì vai của cô chỉ là một vai nhỏ, còn Park Solomon đóng nam chính. Vì vậy, lần gặp đầu tiên khi bắt đầu dự án Ngôi Trường Sáng Sống gần như xem như lần đầu tiên gặp mặt giữa cả hai. Solomon ngọt ngào lắm, khi thấy tôi nhạy cảm với cái lạnh, anh ấy đã quan tâm chăm sóc tôi rất chu đáo trong lúc tôi quay phim, Choi Ji-hoon chia sẻ. Trái ngược với chia sẻ của Ji-hoon, Solomon đã nhận ra cô nàng từng tham gia đóng phim cùng mình và thậm chí còn từng tham gia một buổi công chiếu phim của cô nàng. Bản thân Solomon cũng ngại ngùng không kém Ji-hoon, nhưng khi thấy bạn diễn lo lắng và bất an, anh đã chủ động bắt chuyện trước một cách nhiệt tình để xua tan nỗi sợ cho cô. Ban đầu, cảm nhận của tôi về Ji-hoon là một cô gái điềm đạm, tao nhã như tiểu thư con nhà quyền quý vậy, nam diễn viên 22 tuổi bày tỏ. Anh cũng từng lo sợ cả hai sẽ khó thân thiết vì tính cách mình chưa đủ tinh tế và thấu đáo. Thế nhưng, trong hơn nửa năm quay cùng nhau, anh đã được nhìn thấy nhiều mặt khác nhau của cô bạn đồng niên. Trong mắt Solomon, Ji-hoon là một cô gái có ngoại hình nhẹ nhàng, tao nhã nhưng chưa bao giờ ngại lăn lê vào trường để diễn. Cô sẵn sàng tự lăn mình trên sàn bê tông để thực hiện cảnh quay một cách tốt nhất. Điều đó khiến Solomon tôn trọng và cũng nỗ lực hơn bao giờ hết để có thể sánh đôi với Ji-hoon. Cô ấy luôn nói tôi chăm sóc cô ấy rất tốt, nhưng thực ra thì chính Ji-hoon cũng quan tâm tôi ngược lại, Solomon bày tỏ.